Hello, xin chào anh em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái bộ trong của con đài này. Con đài này là một con đài nội địa của Toshiba Sugar SVK9. Ở đây. Con này thì em mua xác về để lấy linh kiện thôi. Thực ra nó vẫn chạy nhưng mà những cái đồ nhựa của nó kiểu người ta vút quăng vút quật cho nên là bầm dập gãy lung tung hết à. Bây giờ mà vá chập vá lại thì cũng mệt lắm. Đây này, đấy, ví dụ những cái con trở của nó này. Bật hết ra này. Bật hết như này thì không thể làm lại được. Đấy cho nên là tức là bây giờ cắm điện vẫn vào chạy vẫn ok nhá, làm radio các kiểu vẫn ngon. Trước em hình như em cũng có cái video clip về cái con này rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ tháo cái đầu từ này ra để thay cho một con đài. Đây là cả cái trục bánh xe này nữa đấy. Con đài mà Toshiba gần đây em chia sẻ đấy, có một con nó cũng cái trục bánh xe, nó trục bánh tì nó giống y chang cái con này. Thế là may quá thì em gắn vào được. Đây là cái thứ nhất, là em lấy trục này sang này. Đấy. Đây các bác ơi. Con SVK710 đây. Đấy, trục nó như này. Em đang bị thiếu cái trục này đấy. Trục nó y chang này. Đấy, thì em gắn cái này sang này, nhưng mà đang ở ngoài này không thể nhét vào đây được. Đấy thì em giới thiệu cho các bác trước. Để em lấy linh kiện gắn sang con này, tại vì con này chạy rất ok, chỉ thiếu mỗi hai cái cửa băng. Thứ hai nữa là em lấy cái đầu từ. Lấy cái đầu từ này. Đầu từ này thay cho con JVC. Đầu từ này cũng hơi mòn rồi, nhưng mà so với con JVC kia có vẻ là chưa mòn lắm. Em nghĩ là nó vẫn còn ok. Đầu từ 5i đấy. Em cũng chưa tháo cái con đầu từ này bao giờ cả. Cho nên hôm nay là muốn chia sẻ với các bác thôi. Ở đây quên cái lò xo nữa này. Thiếu cái lò xo này cũng gọi là thiếu ấy. Đấy, cái lò xo này là ở cái trục nhá. À, ở cái bánh tì này. Trục của bánh tì. Tì bên phải này. Đây, nó nằm ở cái này. Đấy. Sau khi gắn lò xo vào thì em sẽ gắn cái này vào thêm, nhưng mà phải tháo vỏ ra mới được. Cái này đang vướng cái vỏ. Đấy. Và cái nắp này nữa. Cái nắp này cũng vừa y chang luôn. May quá được hai con Toshiba. Hai con thì chạy ngon, nhưng mà mỗi tội là con này nhìn nó đỡ hơn con kia tí cái bề ngoài. Em mua xác về để nghịch ngợm thôi. Ok, đấy, còn những cái này là cũng oxy hóa rồi, tháo lấy motor cũng ngon này. Đấy, kể cả bộ cơ nó vẫn ngon luôn. Bộ cơ vẫn chạy bình thường nhá. Đây, cái bánh tì các kiểu đây này. Đấy, em để đấy thôi. Còn cái vỏ nó gần như là tan tành sắc pháo hết rồi đây. Các bác xem gãy lung tung hết. Cửa băng cái cửa để mở băng, đặt băng vào ấy. Cửa nhựa ấy, cái đấy thì gần như là cái nào nó cũng bị mất. Đấy cho nên mới mua xác về. Bây giờ nghiên cứu, chia sẻ cùng các bác nghiên cứu tháo cái đầu từ này ra đây. Nó hơi phức tạp chút đây. Đầu từ xoay. Chắc là phải tháo hai cái ốc này ra. Dưới này nó có cái bệ. Để nghiên cứu xem đã. Biết là có phải tháo... Đầu tiên có phải tháo hai con ốc này không? Không có tháo ra trước ạ. Đây, nó là con ốc này. Thế thôi. Chi tiết đơn giản thế thôi, nhưng mà sai là cũng thành sai. Cái này khả năng là... Bây giờ phải tháo nguyên cái cụm ra đã. Ok. Đây là cái dây đầu từ của nó này. Cái dây đầu từ này có 4 cực.
cộng với cái chân cực mát nữa, cực đen này là 5 cực, 4 chân, 5 chân. Đấy, tại vì nó đầu từ reverse. Cái đài này có hai cái đầu từ hai cửa khác nhau. Đây, nếu chúng ta tháo được cả cái cụm này ra thì nó quá là hay luôn. Đây một cái ốc. Em nghĩ là cũng phải tháo cái này. Thực sự em chưa tháo cái đầu từ này bao giờ cả. Đây là cái chân ốc này, giữ chân mát này, chân chân JND của cái đầu từ này. Đây là chân ốc giữ bánh răng này này, lò xo kéo bánh răng này này. Còn cái gì giữ cái đầu từ này nhỉ? Chả biết cái gì giữ luôn. Hay là cậy nó ra. À, để trên này có hai con ốc các bạn. Trên này có hai con ốc này. Trên này có hai con ốc. Thử xem nào. Thử xem vặn thì nó thế nào. Không biết là như thế nào đây. À, nhấc lên được các bác ơi. Biết là đây các bác ơi, cái này bắt buộc phải hàn ra rồi các bạn, kể cả rút được cái dây dây mát này ra thì cũng không thể rút được cái này qua cái lỗ này, hoặc là cho cái này chui qua cái lỗ này đó, mà cái bệ này nó dính liền với cái bệ này rồi. Kể cả nhấc được cái bệ này ra thì cũng không thể thay được cái bệ này sang cái máy mới, tại vì chúng ta chỉ thay đầu từ thôi. Cái bệ này chắc chắn là khác cái bộ cơ của những cái máy khác rồi, em đoán là như vậy. Tại vì máy kia là máy JVC đời khác, chức năng bấm của nó đã khác thì đã thấy khác rồi, chứ đừng nói đến này. Nó giống nhau hay không. Đây đây là những cái dây, màu dây của nó nha. Em quay video để ghi lại, nhỡ đâu tí nữa sai thì còn xem lại cái video. Dây đen, dây đen xem nào, dây đen nó nằm ở dưới này, cái chân này thì nó lại không có này. Dây xanh ở đây, xanh xanh là cây ở đây, ở trên đây là dây xanh nước biển này, đây là dây đỏ hay dây hồng gì đấy này, dây đỏ. Còn hai cái cực giữa này lại không có này. Đấy, còn đây là cái dây trắng. Đây là, đấy, chắc nó xoay như này. Đó, xoay như này, xoay như này, xoay như này. Cho khi này phía bên ngoài. Ok, đây sẽ hàn tuột mấy dây này ra mới được. Đấy, có khi là lấy nguyên cả cái đầu này gắn vào cái máy mới luôn, tại vì máy mới cái đầu cũng y chang như này nhưng mà nó lại bộ cơ khác, có thể chúng ta thay được thôi. Đây sẽ hàn à, rời nó ra nhé. Đấy, chúng ta có cái đầu từ như thế này. Đấy, bây giờ là phải vệ sinh đi một tí trước khi vào đài mới. Ok, đây cái đầu từ em cần thay đây. Đầu từ này quá mòn luôn, nhìn bằng mắt thường là thấy mòn, mở nghe cũng thấy mòn các bạn, tiếng nó hơi tối.
Đó thì cái này nó không có cái miếng sắt ở đây, chắc là cấu tạo nó giống nhau thôi. Cuối cùng em cũng tháo ra được các bạn ạ, giữ bộ cơ lăn hết cả tay, mình phải giữ lực ở đây ép làm sao cho nó cái đầu từ này này nó không bị đàn hồi ở đây, nó hay bị đàn hồi này đấy, cho nên là bị đàn hồi là nó rất là khó gỡ ra. Ở đây nó được chặn một cái miếng nhựa ở dưới này nữa các bạn ạ, ui dính keo nữa này đấy, còn dính đét luôn. Em không biết là tí là lấy cái ốc gì vặn vào đây, cái ốc cũ của nó lại khác, hy vọng nó vừa nhau. Đầu từ này mòn quá rồi. À, bây giờ sẽ nghiên cứu dây. Cái dây này rất là nhiều các bạn ạ. Bây giờ em phải lấy cái panh gỡ từng cái keo ra để mình nhìn thấy màu dây. Đấy. 1 2 3 4 Ok, hy vọng là nó đúng các bạn ạ. Vậy là thành thành công nha các bác ơi. Nói chung là có một chút trục trặc khi gắn vào, tại vì cái lò xo này nó bị cái chỗ bánh răng này nó bị trượt trượt một bánh răng, thế là nó khi ấn reverse nó không đẩy ngược lại được. Nhưng mà đấy là do cái chỗ này thôi chứ không phải là do cái đầu từ. Nhưng mà trong quá trình gắn ra lắp vào thì nó bị lỗi như vậy. Để em sẽ test cho các bác nhé. Ngon lành này. Play này. Ok rồi. À, tóm lại chúng ta có cái cách kết nối như thế này là rất là chuẩn luôn. Đấy, em ghi lại để lần sau nếu mà có gặp cái đầu từ như này nữa thì em sẽ theo đó mà đấu. Dây màu nó là như vậy. Dây đen này, hàng bên dưới thì trái sang là đen này, xám này. Và trên bên phải nhất là màu trắng này. Hàng bên trên bên trái nhất là dây màu cam, sau đó thứ hai là dây màu xanh biển đấy, màu xanh biển lại bị tuột ra rồi thì em phải hàn lại, nhưng mà cái này các bác cứ yên tâm em test rồi. Và bên phải nhất đó là dây màu đỏ,
Đấy, em chả biết chức năng nó như nào nhưng mà chỉ biết là đấu như này rất là đúng, em lúc nãy đã test rồi, chẳng qua nó bị tuột ra này các bạn, loại kiểu là em chưa hàn chắc thế là nó bị tuột ra, kiểu mình chưa chắc chắn là đúng mà thì mình cũng chưa dám hàn chắc. Ok, đây em cho các bác xem lại một lần nữa nha. Hàng bên dưới từ trái sang đen xám, dây 1 là đen, dây 2 là xám, dây 3 chỗ cực 3 bỏ trống, cực 4 là dây màu trắng. Đấy, còn hàng trên từ trái qua, đầu tiên là dây màu cam, sau đó đến dây màu xanh nước biển, thứ ba là để trống, thứ 4 với thứ 5 này em cũng không biết là nó dính nhau không, nhưng mà đại khái là cái cuối cùng là dây đỏ. Đấy, hình như là nó không dính nhau đâu. Ok, đây các bác ơi, cuối cùng em đã thay được cái đầu từ của nó. Đấy, đầu từ ban đầu của nó đây. Đấy, các bác có thể nhìn cái mũi tên màu đỏ màu xanh này. Đây đầu từ zin của con này. Đấy, thay đầu từ này vẫn ok tại vì cấu tạo nó giống nhau, nhưng mà chỉ thay được cái phần này thôi, phần trên này thôi, chứ còn những cái phần khác thì không thay được, kể cả con ốc vít hai cái lỗ này luôn các bạn. Hai cái lỗ này nó tuy bằng nhau nhưng mà cái phần phần có gen ấy, phần có gen, cái bệ đỡ của cái này, cái gen nó khác nhau cho nên ốc cũng không thể vừa nhau, cho nên vẫn phải lấy cái ốc zin của nó. Này các bạn nhìn thấy mòn khiếp không? Mòn như là đây đấy, nhìn thấy mòn hình tam giác này, chỗ tam giác này mòn, nó mòn rất là đều, rất đẹp luôn. Âm thanh thì chính vì mòn nên âm thanh nó hơi tối, nó không sáng. Đây này, cái đầu từ cũ của nó là cái có cái khoảng cách giữa cái đầu xóa và đầu ghi này, đầu ghi đọc này. Đấy, nó có cái khoảng cách, có khe khá là rộng này. Đấy, các bác có nhìn thấy đấy. Còn cái đầu từ này khi em thay vào thì nó gần như không có khoảng cách. Đây các bác có thể nhìn thấy hai cái nó rất xịn nhau. Nhưng mà cái đấy không quan trọng, em chỉ ra cái điểm khác nhau nó như vậy thôi. Nó xít thì nó cách thì nó nghe tốt là được, nó chẳng quan trọng cho anh, chả ảnh hưởng đến cái gì cả. Đấy, quan trọng là đúng loại đầu từ của nó. Đây, con này nghe rất ngon nhé, tiếng rất sáng luôn các bạn. Ban đầu em test thử nhưng mà để chế độ meter này này, ở trên lại bật chế độ don by don bi này nữa. Đấy, thành ra tiếng nó rất tối, mình cũng không phát hiện. Các bác nghe đấy, tiếng sáng luôn. Mình đặt mặt xem nào. Đây các bác nghe lại sự khác biệt khi bật hai chế độ này nhé. Bây giờ em đang ở chế độ meter này, có nghĩa là băng này là băng bình thường, băng Sony HF bình thường, không phải là băng metal meter. Còn cái này là cái lọc tiếng ồn, có nghĩa là khi nhả là không lọc này, khi bấm xuống là lọc này. Bây giờ em đang lọc nhé. Lọc tiếng ồn thực ra là nó cũng bị mất chép đi. Bây em mở các bác nghe này. Đấy, ban đầu lại giảm cái này xuống nữa. Tiếng đầu từ của nó khi em mới thay nó như này, thế là mình tưởng là mình cảm giác là thay nó mất công rồi, tại vì tiếng như vậy thì khác gì cái đầu từ cũ này đâu. Đấy, nhưng mà khi chỉnh lên hết thì nó sẽ khác, các bác nghe nhé. Đấy, nhất là cái nhả cái này ra. Nghe tiếng nó sáng hẳn.
Đây là cái băng này em còn còn chưa 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 gọi là cái băng đoạn. Cái băng này nhạc nó không không có chép nhiều. Đã xanh người liêu trai con có. Đấy, ban đầu đầu từ của nó chỉ được như này thôi. Đấy, nó chỉ được như này thôi. Đấy, tiếng nó phải sáng như vậy mới đúng của nó. Ok, thì trong quá trình lắp vào thì em cũng không chia sẻ được do vướng víu cái tay nó che camera quá, không chia sẻ lại được với các bác. Thì cái này nó cũng nói là dễ cũng không phải, mà nó là khó cũng chẳng đúng. Thì các bác cứ thò tay vào làm thì được thôi. Nói tóm lại là làm được. Đấy, vấn đề là chúng ta hàn mấy cái chân này nó như thế nào thôi. Mấy cái chân này thì nó hay kết nối với nhau các bác ạ. Hình như là hai cứ từng cặp một này, hai chân này kết nối với nhau này, hai chân này kết nối với nhau, hai chân này kết nối với nhau. Ở bên này tương tự. Đấy. Thế tức là bên này có 3 chân, bên này có 3 chân, thế thôi, nó 6 chân. Chẳng qua là nó tách ra nhiều như vậy em cũng chả hiểu vì sao. Thực ra nó chỉ có mỗi bên 3 chân thôi. Các bác cứ như thế mà hàn vào. Tức là đầu cũ như nào chúng ta nhấc sang nguyên y nguyên như thế là ok. Đấy. Chúng ta đừng nhầm chân là được. Sau đó đặt đúng vị trí. Ví dụ khi chúng ta tháo ra cái đầu từ nó đen này, nó đang ở bên trái này. Như này. Thì khi lắp vào các bác chỉ cần rút hai cái ốc này rút ra thôi. Những cái khác thì không cần động đến làm gì. Đấy, do em tháo cái này lần đầu em cũng không biết, tháo bung bét hết cả ra. Quan trọng là rút được dây ra nữa. Cái dây phải nhả dài ra thì chúng ta mới nhấc kéo được ra. Thì chúng ta chỉ cần nhả hai cái ốc này ra thôi. Đấy, và khi ví dụ chúng ta lấy cái đầu từ đen này, căn bên trái hay bên phải, nếu đó đang bên trái khi chúng ta nhấc ra thì khi gắn vào chúng ta cũng phải để nguyên như vậy. Thì chúng ta đừng lật như này. Lật như này là lúc mở là nó bị không nghe tiếng, điều bị ngược băng. Không nghe được các bạn. Đấy, cho nên các bác lưu ý cái điều này. Còn cái hàn chân thì đấy em mới chia sẻ rồi. Còn những cái phần khác chúng ta không nên động là đến lúc là nó lắp vào nó rất là rách việc, nhất là cái lò xo đẩy đầu từ, lò xo đẩy đầu từ để nó xoay như này. Đấy, cái lò xo đấy mà cái nó gọi là cái lò xo cũng không đúng. Có cái thì dùng lò xo, nhưng mà cái PC50 này nó dùng một cái thanh thép nó đẩy, giống như Sony 777 ấy. Thanh thép đấy mà bị đẩy không đúng răng cưa thì nó bình thường nó ở như này, đẩy sang thì nó sẽ ở như này, nhưng mà khi nó bị trục trặc ấy, bình thường nó ở như này, đẩy sang nó chỉ đến như này thôi là nó dừng ở đấy. Cho nên khuyên các bác đừng có động một cái lò xo đấy, cái thanh thép đấy, thanh thép đẩy đà đầu từ ấy. Đấy, một số vấn đề lưu ý như vậy thôi. Còn những cái khác thì chúng ta cứ thò tay vào làm là biết. Một cái điểm nữa, đó là hàn những cái chân này rất là khó các bạn. Rất là bé luôn, chúng ta nên dùng mỏ hàn nhọn nhọn như này. Hoặc là bé hơn, các bác nào có mỏ hàn bé hơn càng tốt. Hoặc là công nghệ hàn, tự hàn những cái đầu vào với nhau thì càng tốt. Cái đấy thì em không có kinh nghiệm nhiều về cái công nghệ cao đấy. Nhưng mà chúng ta tự làm ở nhà bằng những con cassette này thì chúng ta nên dùng mỏ hàn tầm tầm như này, nó vừa giá tiền lại còn nó đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. So với mỏ hàn sung dùng dây đồng ấy, thì nó nóng chậm hơn chút, nhưng mà nó hàn được những cái chỗ nhỏ, ví dụ nhỏ như vậy thì chúng ta hàn được rất là ok đó. Để em cho các bác nghe một đoạn. Đây.
được nét cho lắm nhưng mà thôi mở tạm cho bác. Đây là do băng nhé các bác nhé, không phải do đầu tư đâu. Trước em dùng cái đầu gẻ gẻ thu cái băng này chơi đàn organ thu lại, nhưng mà bây giờ chả có thời gian chơi để mà thu nữa. Hôm nào có thời gian em sẽ chơi và thu lại cho nét nét cho các bác. Đây, chơi cái con đàn này. Còn bây giờ dùng mấy cái nhạc trên YouTube nó hơi bị bản quyền linh tinh. Tuy nhiên thì khi bán đài cho các bác em vẫn có những cái băng tuần vũ nhá, em không phải cho các bác những cái băng nhạc này đâu, nhạc để em test băng thôi. Ví dụ đấy, ví dụ những băng tuần vũ nó mới hoài cổ đấy, những băng như này thì nó mới hoài cổ chứ. Chả qua là khi em test lên YouTube thì em phải dùng cái băng này để đỡ nó thông báo bản quyền rất việc lắm. Toàn những bài nhạc mình sáng tác ra mà còn bản quyền thì bó tay luôn.
Ok, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video.